Hello, xin chào chị nhà đầu tư đã trở lại với kênh Nhật Qua Channel. Hôm nay ngày 7 tháng 9 thứ năm, thị trường có một phiên giao dịch tí nữa thì ra đi luôn rồi, tí nữa thì đạp luôn rồi, nhưng kết quả thì cuối phiên thị trường rung lắc xong, hốc lên hết, các cổ phiếu đều được rút chân hoặc có lực bán lớn nhưng đỡ lại hết. Thì cái trạng thái này nó như thế nào? Nó có phải là đang rung lắc tại vùng đỉnh, cổ phiếu phân hóa nó sẽ tạo ra cái cơ hội hay là cái rủi ro? Chúng ta cần phải lưu ý những điều gì, các cái vùng hỗ trợ cần phải chú ý, một số cái ví dụ tiêu biểu trong quá khứ và hiện tại để cho nhà đầu tư chúng ta sẽ có thêm một cái góc nhìn, chúng ta có thể quyết định được cái việc đầu tư trong tháng 9 nó ok hay không, hoặc ít nhất trong ngày mai thứ sáu, một cái ngày giao dịch cuối tuần của cái tuần sau lễ nha. Rồi thì anh chị mình chưa bấm hết video, chưa bấm đăng ký kênh, nhớ hết video và đăng ký kênh giúp Quang. Tại vì sao? Tại vì đây là những cái nguồn động lực để Quang có thể làm những cái kiến thức này, những cái nhận định hàng ngày, những cái buổi livestream hàng ngày. Ví dụ livestream thì từ 8:30 tới khoảng 10 giờ rưỡi tối, từ chủ nhật cho tới thứ năm hàng tuần chẳng hạn. Thì anh chị đăng ký, anh chị thích nhiều, Quang thấy là ok, rất là nhiều người thích, rất là nhiều người đăng ký. Thì mình sẽ có cái động lực để làm nhiều hơn. Những anh chị thấy cái phương pháp phân tích kỹ thuật dòng tiền của Quang, VSA này, nó hợp lý và muốn đồng hành cùng Quang trong những giai đoạn sau thì có thể liên hệ với Quang hoặc là bạn như Hảo, hoặc là anh chị có thể vào nhóm cộng đồng của Quang ở đây. Rồi thì bây giờ mình đi nói thẳng vào cái nội dung chính luôn. Đó là gì? Đó là cái cổ phiếu phân hóa, cơ hội và rủi ro. Thì cái này mình phải coi lại cái quá khứ thôi. Còn hiện tại thì Quang chỉ nói với anh chị là việc rung lắc ở trên đây là bình thường. Bình thường, rất rất là bình thường. Vì sao? Vì trường ta tăng 6 phiên rồi. Nào, Quang đếm cho anh chị nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và phiên hôm nay là phiên thứ bảy rồi. Thì tăng 7 phiên như vậy thì các cổ phiếu nó sẽ vô tình nó lên cái vùng gì? Vùng quá mua, cái vùng có lời rất lớn và nó bị chốt lời xuống là chuyện hiển nhiên. Anh chị không bán, người khác cũng bán, anh chị không được cấm người ta bán. Thì hôm nay nếu anh chị đi đua lệnh đầu phiên, ví dụ trường hợp của CTS đi ha, qua là người giữ CTS qua biết, thì đầu phiên hôm nay nó kéo tăng là 2%, sau đó anh chị nhảy lên chơi, anh chị đua, cái cuối giờ nó rơi về hàm chiếu, có lúc nó giá đỏ thì anh chị bị lỗ, thì anh chị chửi thị trường là nó lừa đảo. Thật ra đó là sai. Vì sao? Vì chúng ta đầu tư, chúng ta có điểm mua bán rõ ràng, chúng ta vào ở đâu, chúng ta gia tăng ở đâu, và khi đó chúng ta mua chúng ta sẽ an toàn, hoặc ít nhất là chúng ta lỗ, ít nhất mua xong nó tăng hoặc mua xong nó đi ngang xong nó tăng thì nó mới ok. Chứ bây giờ khi nó đã tăng rồi chúng ta mới bắt đầu thấy nó ngon, bắt đầu thấy nó ok, chúng ta nhảy vào xong đó lỗ, thì đó không phải là lỗi của cổ phiếu hay thị trường mà là bản thân mình. Thì cái đó anh chị cần phải lưu ý. Cái này hôm qua có nhắc anh chị không? Hôm qua nhắc anh chị rất là rõ ràng, hay là trong bản tin sáng hôm nay qua cũng có nói anh chị đây, đây là bản tin sáng nha. Qua sẽ kéo lên cho anh chị mình coi. Bản tin sáng thì qua có nhấn mạnh là đây là qua gửi vào buổi sáng là 7 giờ và 7 giờ 29 phút nè. Qua có nói anh chị là cái việc mà kéo cuối giờ hôm qua nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng FOMO. ATC nó FOMO thì tới ATO hôm nay nó sẽ rất là FOMO. Thì nếu chúng ta đua lệnh chúng ta sai, mà chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải canh bán T0, hoặc chúng ta chốt 30% hàng, 40% hàng ra xong, trưa chiều nó rung lắc xuống chúng ta mua. Ví dụ trường hợp CTS thì chẳng hạn là sáng nó kéo lên 2%, anh chị bán ra 30% hàng, cái chiều nó rung lắc nó âm 1%, anh chị nhặt lại hàng, có phải anh chị đã lời được 3% đầu tiên không? Hoặc là ít nhất anh chị không mua lại, anh chị vẫn cảm giác là gì, nó nhẹ nhõm hơn. Còn nếu mà mình mua sai, mình nhảy vô mình đua lại, tự nhiên mình lỗ luôn đó, tự nhiên mình hành ăn bô đó, tại vì mình chấp nhận đi ăn bô đó. Đó thì cái đó là cái điểm mà Quang có cảnh báo cho anh chị trong nhóm của bên mình vào buổi sáng hôm nay. Hoặc là chốt lời, Quang vẫn hay nói chị á, chúng ta đâu biết đâu là đỉnh đâu, chúng ta chốt thì chúng ta chốt tùy tâm hy chủ, không tùy tâm là cái lọc ông trời cho tới đâu hẹn tới đó thì mình chốt, nhưng mà không nên bán hết, mà phải bán gì, bán theo quy tắc để bán xong nó tăng tiếp thì còn có hàng, chứ bán hết cái nó tăng luôn thì có phải chết đâu. Đó thì đó là một số cái dặn dò của Quang trong buổi sáng. Hay đa phần anh chị bên mình sau cái nhịp rung lắc hôm nay cũng không có gì bất ngờ. Nó cũng không có gì bất ngờ, tại vì chúng ta đều mua rất là mạnh, giai đoạn phía trước có lời ok, đi lên bây giờ chốt nhẹ rơi xuống mua lại, hoặc là cứ cầm tiếp cũng được. Đó. Đó thì cái đó là cái điểm bia thêm nha, bia thêm. Rồi thì mình sẽ nói quay trở lại bên đây là bây giờ nó cái cơ hội nó ở đâu và cái rủi ro nó ở đâu, thì bắt buộc anh chị đầu tư á, chúng ta đầu tư là gì? Chúng ta đầu tư là chúng ta đầu tư trên cái thị trường có xác suất, không xác suất đi lên, xác suất đi xuống, độ rủi ro gì đó. Thì cái phương pháp nó chỉ đưa cho anh chị là 80% cái mức độ là gì có thể chiến thắng. Ví dụ như phương pháp quan đây là khoảng 70 tới 80% là chiến thắng đi, thì chúng ta vẫn có những cái rủi ro. Thì bây giờ sẽ ví dụ cho anh chị và bắt buộc chúng ta ở giai đoạn này, chúng ta nếu mà làm không được đó nha, chúng ta phải dựa vào phương pháp, tức là quan hay nói cái câu này cho anh chị đó là gì, khi nào khó quá thì chúng ta dùng quy tắc, nếu quy tắc sai thì bán, không sai thì cứ giữ bình thường. Đây ví dụ cho anh chị ngay. Rồi đầu tiên là nhìn CTS luôn nha, CTS xỏ đi. Ví dụ anh chị nhìn ở những cái chỗ này đi,
trước một nhịp tăng của cổ phiếu rất mạnh. Ví dụ cái nhịp này từ đây chạy lên đây là bao nhiêu phần trăm ha, bao nhiêu trăm là chạy được 40% từ đấy đi lên. Hiện tại CTS tăng được, ví dụ từ đây đi lên là bao nhiêu trăm rồi, mới có 20 thôi phải không? Thì đây là 40%, là còn 20 nữa. Thì anh chị thấy trong cái nhịp tăng này nó có tăng liên tục không? Đó, chị nhìn kỹ không? Nó có tăng liên tục không? Không, không phải ngày nào nó cũng tăng, không phải ngày nào cái con nào nó cũng được như con FTX ở đây đâu. Làm gì có con nào mà ngày nào cũng được như FTX, hiếm lắm, hiếm hiếm lắm. Đến bản thân của FTX hồi đó nó tăng nó cũng có vậy đâu. Thì cái nhịp đầu tiên khi nó bắt đầu chạy lên á, nó luôn sẽ có những nhịp bán xuống. Nhịp bán xuống để chi? Với khối lượng lớn luôn, để cho nhà đầu tư chúng ta chốt lãi non ra, chúng ta hốt bớt hàng ra rồi nó tăng tiếp, miễn sao nó chưa gãy là được. Nó chưa gãy là được. Quan ví dụ đây anh chị thấy CTS khi bắt đầu dậy lên không, có những nhịp bán rất lớn không, cây này là bán gần như mở cửa gấp úp ở trên 14.3, sau đó rơi cuối phiên về 13.75, âm như thế này cũng giống giống hôm nay đó, cảm giác toàn không, bữa sau đạp phí một cái nữa âm 3%, nhà đầu tư chúng ta hoảng loạn, chúng ta chạy hết, sau đó cổ phiếu tăng liên tục 40%. Anh chị thấy có tiếc không? Rất rất là tiếc nếu anh chị bán ra. Và cái vùng kỹ thuật ở đây để cắt lỗ cổ phiếu, ví dụ là ở đâu, hoặc là chốt lãi hòa để chẳng hạn, ví dụ nhà hàng chúng ta mua đây có phải là lũng MA20 là cái khúc này không, là lũng xuống thì mình thoát hàng. Thì bắt buộc trong những cái nhịp này khi thị trường nó rung lắc á, miễn nó không vi phạm thì anh chị nên giữ hàng, hoặc là anh chị bán cao anh chị mua lại hấp mạnh dạng thôi. Chứ nếu chúng ta tiêu cực quá, nếu chúng ta tiêu cực, chúng ta sợ hãi quá, chúng ta hốt ra cái nó tăng tiếp, lúc đó ai trả hàng chúng ta, bắt buộc chúng ta phải đi mua lại cái gì, penny. Mua lại cái cổ phiếu penny, mua lại cái cổ phiếu nhỏ nhỏ chưa tăng, và thế là sao, thế là cái hàng của chúng ta lại không được bao nhiêu, và còn tăng cái độ rủi ro. Tại sao nhà đầu tư hay bị cháy tài khoản? Tại vì sao? Tại vì nhà đầu tư mua nhiều penny, những cái con mạnh trên thị trường, tại sao nhà đầu tư chúng ta không mua? Đơn giản thôi, tại vì mua lời được có 3-5%, cái nó đạp cái sợ chạy ra, sợ chạy ra xong cái vừa chạy ra xong bữa sau tăng, mấy bữa sau cái nó tăng, nó chạy mất tiêu, mua đâu được đâu. Thì bây giờ phải đi mua penny, những con nhỏ nhỏ chưa tăng, và lúc đó chúng ta vào hàng trong đó, cái là thị trường nó sập thì chúng ta lại chết trong penny. Anh chị thấy cái logic này không? Ví dụ anh chị đi ở trên Facebook, anh chị thấy những cái tài khoản show lỗ nhiều nhất, hoặc là bản thân anh chị trải qua năm 2022, anh chị có thấy cái điều là cái tài khoản lỗ nặng nhất luôn luôn là cái tài khoản cặp penny không? Tại vì sao? Tại vì chúng ta không mua được những cổ phiếu khác, những cổ phiếu thuộc dạng là mid cap giống như CTS chẳng hạn, FTS hay gì đó, thì chúng ta mua đúng là chúng ta có mua, nhưng chúng ta chỉ mua giai đoạn đầu thôi, cái nó rung lắc chúng ta hốt hết, chúng ta chạy ra và chúng ta đi gì, nó tăng bên đây thì phải đi mua bên này. Đó, đó là cái điểm của nó anh chị. Hãy đeo sẽ ví dụ tiếp cho anh chị nha. Đầu tiên là CTS ở đây, anh chị thấy những cái điểm này không? Tiếp tục chúng ta sẽ ví dụ đó là cổ phiếu DG, DG nha. DG. Anh chị thấy nè, trước một cái nhịp tăng này là nhịp này chạy bao nhiêu phần trăm, chỉ cần nhìn vô đây thôi chạy 40%. Thì anh chị thấy có hai cây bán từ sáng tới chiều không? Âm 3% luôn. Đây nè, âm 3% luôn cho anh chị thấy đây nè, không? Đây nè, cây này và tiếp tục cây bên đây. Thì nếu anh chị không cầm hàng qua được những phiên này, không cầm hàng qua được những phiên này, thì làm sao anh chị có ăn được 40%? Không bao giờ có cái bữa trưa nào nó bày ra quá đơn giản cho anh chị. Và đa phần những cái nhịp chạy mạnh đó nha, là những cái nhịp nó không rơi, nó chỉ rung lắc thôi, nhưng nó không rơi mà nó đi ngang. Tại vì sao? Tại vì cái quan điểm chúng ta là gì, khi bán ra cổ phiếu phải rơi mới mua phải không? Và bây giờ bán ra cái nó đi ngang không? Anh chị thấy, anh chị zoom kỹ, anh chị nhìn nè, có phải ở đây bán xong nó đâu có rơi đâu phải không? Nó đi ngang sau đó chạy luôn. Thì chúng ta mới vừa bán ra cái chẳng lẽ mua lại giá đó phải không? Cho lẽ vậy gì đó, nếu mà mình thật sự là không kiên quyết, hoặc là mình không có phương pháp cụ thể, thì mình sẽ đứng ngoài, hoặc là mình đi mua con khác. Thế là con này tăng 40%. Đó, thì bây giờ bên đây nó cũng giống vậy. Thật ra anh chị nhìn lại con DG cái giai đoạn này đi, đây có phải bán mạnh không? Đây cũng bán mạnh, đây cũng bán mạnh, đây cũng bán mạnh, nhưng kết quả thật ra hình như nó vẫn tăng bình thường phải không? Hay là trước cái nhịp tăng ngay đây, anh chị đo thử cái nhịp này chạy được bao nhiêu trăm, là được là 28%. Thì có phải trước đó cũng có cây bán mạnh không? Nếu chúng ta không cầm qua được những cái nhịp này thì có phải chúng ta sẽ mất đi cái cơ hội kiếm lời lớn, chúng ta chỉ kiếm được một phần lời rất nhỏ. Ví dụ đây, từ đây lên đây là có bao nhiêu trăm, ví dụ đây đi là được có 800, chúng ta mãn nguyện, chúng ta chốt lời, sau đó chốt xong cổ phiếu chạy 30%, vậy có cái nào tiếc hơn? Đó, vậy cái nào tiếc hơn? Thì cái lúc khó như thế này chúng ta hãy áp dụng các phương pháp đầu tư, ví dụ phương pháp qua dẫn hay tư vấn anh chị trong hàng ngày, hàng ngày, hoặc là cái hỗ trợ qua viết cho anh chị trong bản tin sáng đó, những cái điểm bán cổ phiếu, hoặc là trong livestream anh chị coi của Quang, Quang cũng có nói anh chị, hay là nhắn tin riêng, nói chung là rất là nhiều nơi để có thể hỏi Quang. Đó thì sao, thì qua đều nói một số cái hỗ trợ, ví dụ đợt trước thì Quang nói ở đây phải không, thì nó lũng ở đây thì bạn hả, nhưng nó không lũng phải không? Mình bán tê không ra, ví dụ như tư vấn hồi sáng này đi là bán ra chiều mua lại, có phải anh chị bán trên đây anh chị mua ở đây, anh chị lên đây anh chị bán, sau đó xuống đây anh chị mua lại, anh chị có thể lướt một phần lợi nhuận nhỏ phải không? Hoặc là những anh chị mua mới lên tạo cái là anh chị vẫn ăn bình thường. Thì chúng ta đầu tư bắt buộc cái tỷ lệ phần trăm
80% chiến thắng thì sẽ có 20% thất bại. Ví dụ trường hợp bên đây thất bại, nó sẽ rơi xuống thì mình phải chấp nhận chịu lỗ. Mình ăn được của thị trường 40-50% thì mình có thể bị lỗ 10% không? Thật ra là lỗ 5-7% là cách lót. Thì cứ lỗ thì phải chấp nhận lỗ, nhưng ăn cái ăn rất nhiều. Thì trường hợp ở trên đây cũng vậy, trong tương tự trong phiên hôm nay cũng vậy. Rất là nhiều anh chị hoảng loạn trong buổi chiều, nhắn tin hỏi quan bây giờ bán không em, bán không em. Thì tại sao buổi sáng mình không bán? Buổi sáng nếu ví dụ như sáng nay mở cửa lên Hưng Phấn bán ra luôn, bán ra 30%, 40%, có phải nhẹ không? Cái chiều nó rơi lại mạnh dạn mua lại, có phải là hàng vẫn đảm bảo đầy đủ nhưng đã có lời qua? Nếu chiều không dám mua lại vẫn cầm một phần hàng thì tiền thì sao? Ví dụ mai nó vượt đỉnh thì vẫn mua được giá cao lại, phải không? Nói chung quá là nó sẽ có cái nhiều cái cách để chúng ta xử lý. Quan trọng là gì? Cái tâm lý. Thật ra thị trường này là tâm lý, thì cái đó là cái cơ hội. Mà cái rủi ro có, phải có rủi ro. Chúng ta đầu tư không thể không có rủi ro, nhưng mà hãy áp dụng các cái quy tắc đầu tư. Quy tắc ở đây là gì? Ví dụ như là tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu, vùng mua cổ phiếu, phân chia ngành nghề, thì đó là những cái quy tắc để quản trị rủi ro. Thì cái này anh chị coi lại cái phần quan gửi cho anh chị riêng đó, để chúng ta có cái cách đầu tư nó hiệu quả trong tháng 9. Tại vì bây giờ nếu anh chị bỏ cơ hội thì thật ra bán ra nó không rơi, giống như trường hợp ở dưới đây thì có phải là bán ra xong có phải tức chết đâu. Ví dụ tiếp anh chị nha, ví dụ tiếp ba ba bốn cái nữa nha. Đây anh chị nhìn lại cái giai đoạn bên đây đi ha. Trước cái nhịp tăng này, anh chị biết tăng bao nhiêu không? Ví dụ đây là từ khoảng giá 20 27 phải không, mà chạy lên tới cái đỉnh ngay đây là giá 63. 27 chạy lên giá 63 là bao nhiêu phần trăm? Đo thử cho anh chị coi nha, 27 chạy lên 63 là 124%. Và trước cái nhịp chạy đó anh chị biết nó làm gì không? Nó bán nắm bồ liên tục, nó bán rất là mạnh, bán kinh dị luôn, bán rất là kinh. Và nhà đầu tư chúng ta chịu không nổi, chúng ta chốt lời non. Ví dụ chúng ta bắt đáy nó ở đây, lên đây chúng ta chốt hết, vừa chốt xong cổ phiếu phi phi như đi. Rồi anh chị nhìn bên đây, trước cái nhịp chạy này từ cái giá nhiêu, giá 20 chạy lên giá nhiêu, giá 28 29 là gần 50% phải không? Anh chị coi ở chỗ này có phải là những cái phiên bán rất mạnh không? Nhưng điểm chung của nó là gì? Bán ok, bán cứ bán đi, bán thoải mái, nhưng mà là gì? Nó không gãy. Ví dụ đây là cái vùng hỗ trợ đi ngang đi thì nó không gãy là được. Miễn nó gãy thì mình hốt, đương nhiên mình phải cược thôi, phải cược một ít phần tiền lời, có khi đầu tư hoàn vốn luôn. Nhưng mà đôi khi trong một số trường hợp thì phải cược, không cược thì bây giờ nó chạy lên luôn sao? Nó chạy lên luôn thì bây giờ chúng ta bên đây nó cũng giống như vậy thôi. Không đi bây giờ chúng nếu chúng ta không cược nó chạy luôn nữa sao? Trường hợp đó là đâu? VVS chưa đâu, VVS nè anh chị không? Ví dụ hôm nay anh chị sợ chị bán ra có phải nó đi lên cây, xong nó rung lắc. Nào, đáng lẽ đây là điểm mua không? Mình sợ quá, mình mua ở đây lên đây có mình bán hết. Không, sau cái bữa sau nó tăng, bữa sau tăng thế này sao mua? Theo chị về sao anh chị mua đâu mua được đâu phải không? Chúng ta phải ngồi quan sát tiếp, xong cái nó đỏ đỏ ở đây có thể mua lại, cái mình cũng không dám mua luôn, này tăng tiếp. Vậy có phải là càng lúc càng mất hàng không? Đó, càng lúc càng mất hàng chứ làm sao càng lúc càng có hàng. Những cái hàng cao cao từ từ nó sẽ bắt đầu nhẹ đi. Cái câu châm ngôn là gì? Cổ phiếu càng cao thì càng tăng hoài, còn cái cổ phiếu càng thấp nó đi ngang và nó không tăng. Cái câu này có phải xuất hiện rất là thường xuyên trong những giai đoạn trước không? Vì sao? Vì cái con cao á, một khi nó đi lên nó rủ, đi lên nó rủ 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 như thế này nè, người ta bán hết rồi. Còn những cái con hấp hấp á, nó không tăng, anh chị nhà đầu tư chúng ta nhìn vào thấy nó ngon, thấy nó ok bắt đầu mua nhiều vào, thì cái con đó nó sẽ vô tình nó bị gì nặng tạo. Còn cái con mà nó ít người gặm thì nó sao, nó lên hoài, chốt lãi xong tăng, chốt lãi xong tăng đó. Thì cái đó là cái quy tắc. Rồi còn việc mà đón đỉnh đón đáy thì qua khuyến nghị là không nên đón đỉnh đón đáy. Rõ, thì cái đó là một số cái qua muốn nói anh chị. Rồi thì bây giờ tôi sẽ nói thêm một cái gì nữa, đó là phân tích sơ một số cổ phiếu để chị mình có cái góc nhìn thêm nha. Phân tích sơ đầu tiên là ngân hàng, anh chị nhìn vào Vietcombank đi, ở đây nó cũng tương tự thôi. Ví dụ nó bán ở đây đi, tuy nhiên nếu bây giờ chỉ cần nó đây hôm nay nó giảm có 0,78% thôi phải không, nhưng chỉ cần ngày mai nó tăng 1% có phải nó sẽ vượt đỉnh cái này không? Nó mà vượt lên cái có phải là cái vùng trời trên đây nó rất là lớn không, và thế là nó phi tiếp bình thường và chúng ta lại bị rủ ra ở cái cây gì, cái cây rung lắc của cổ phiếu. Anh chị thấy ở chỗ này đi ha, anh chị thấy chỗ này đi, có phải là trước đó nó cũng có cái cây rủ nhẹ không, rủ xong nhà tư chị không được bán thế là mất hàng đó. Thường thường nó sẽ như vậy chứ không thể nào nó nói mua vô đi nó nổ, phải không? Phân tích là phải phân tích như vậy. Và bây giờ ví dụ như cái điểm cắt lỗ của nó là ở đâu, thì có phải là cái điểm này không, là cái điểm ngay đây. Tại lần trước đó là 88 á, lần trước đó là nó tạo đáy ngay đây xong nó rơi, nó lủng đáy xong nó hồi lên, nó red out qua đáy, thì đây có phải là cái hỗ trợ kỹ thuật của nó không? Nó lủng qua đây có phải nó to không? Nhưng nếu nó không lủng thì rõ ràng trên đây là cái vùng gom hàng hoặc là nắm giữ bình thường. Trường hợp có hàng thì nắm giữ chứ chẳng lẽ đi bán ra, phải không? ATP cũng tương tự, hôm nay cũng bị bán rất là kinh nhưng kết quả chị thấy nó sao, nó vẫn ở trên giá cao mà, phải không? Cái dùng hỗ trợ kỹ thuật của nó là đâu, là cái giá 31.9 đây và 1.9. Nếu nó không lủng cái giá này thì có cần phải quan tâm quá nhiều không? Không, chúng ta đầu tư chẳng lẽ chúng ta ăn 1-2% trong khi cổ phiếu đã xác nhận thành công mô hình, chẳng lẽ chúng ta nói là những cái cây này, ví dụ cây này
Mới vừa tăng lên phiên sợ quá bán hết, vừa bán xong tăng tiếp, sợ quá bán tiếp, bữa sau âm 200 sợ quá. Thì cái mức độ rung lắc nó còn tùy vào từng cổ phiếu, tùy vào từng con, nhưng miệng nó không vi phạm quy tắc. Khi khó quá dùng quy tắc đó. Ví dụ như bây giờ chị bán xong hôm nay chị thấy sẽ sai không? Cái ngày mai nó vượt qua giá 33.3, cái nó chạy vượt đỉnh, lúc đó không ai bây giờ. Chẳng lẽ lúc đó chạy đua lại xong nó rơi thì đó là lại gì? Đây là lỗi của chúng ta. Rồi tiếp tục chúng ta nhìn qua chứng khoán, chị nhìn vào cái dù con là con VSI đi ha. Thì chị thấy nó đi lên nó cũng cực quá không? Nó cũng rất là cực. Thì chị nhìn thử quá khứ nó đi lên thì những cái đoạn này đi. Cũng tương tự như vậy thôi. Đi nè, không? Tăng một cây sau đó giảm. Giảm 1,95%, sau đó đi ngang vài cây lại tăng lên tiếp. Sau đó giảm 1,86% lại tăng lên tiếp. Nếu chúng ta muốn lời lớn, ví dụ chúng ta mua được đây. Thì từ đây lên đây là bao nhiêu? Từ đây lên đây là lời 31%. Nhìn ngon phải không? 31% nhưng phải giữ được qua những phiên này chứ. Phải giữ qua được những phiên này chứ. Nếu không giữ được những cái phiên, đây là có những phiên nó đạp nó rút chân nữa nè. Tính luôn những phiên này thì không giữ được làm sao lời được ba mấy trăm đó. Thì bên đây nó cũng tương tự, ví dụ con này cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đâu, là cái điểm đỉnh cũ của nó quanh cái giá là khoảng là 44. Nếu nó không vi phạm cái điểm này thì có phải vẫn nắm giữ bình thường. Ví dụ bây giờ bán ra ok nhìn ngon ha, ngày mai cái mở cửa ra nó chạy lên giá đây này, nó lên lại giá nhiều, nó lên lại cả 47.5, sau đó bữa hôm sau nó bùng nổ vượt đỉnh, thế là xong mất hàng. Cổ phiếu lại tăng tiếp lên 55 và sau này phải mua lại trên 55. Ví dụ trong một con sóng nó phải gãy thì mới tính. Còn nếu mà nó không gãy thì chúng ta hốt là chúng ta sai nha. Còn trường hợp ví dụ con VT trên đây mua được không? Rõ ràng là không mua được. Có một số trường hợp là gì? Là chúng ta gồng lãi nó cũng ok, chứ không phải nhất định là gì? Phải đi mua. Ví dụ trường hợp con VT ở trên đây chị mua vào nó mà gãy một cái này có phải xong không? Nhưng nếu anh chị gồng lãi, chị có thể đặt quy tắc ví dụ như là giá nhiều, giá 18.9 chẳng hạn, vi phạm thì chị cắt. Không phải là cắt mà là chốt lãi ra, đặt quy tắc đó, đặt quy tắc sai thì chốt lãi, còn không sai thì sao, nắm giữ bình thường. Và khi muốn chốt hãy chốt giá cao, đừng bán háo, tại vì khi anh chị bán háo anh chị sẽ cảm giác là thất bại, và thất bại xong cái nó lên lại thì chúng ta lại đua là giá cao, và nó là cái vòng lặp luẩn quẩn sai sai và sai thêm sai. Rồi tiếp tục chúng ta nhìn qua ngành thép. Ví dụ như là Hoa Sen đi ha, hôm qua mới tăng rất mạnh, hôm nay tạo nên chạy tưởng xong phải không? Thật ra đó là chuyện bình thường không, tại vì anh chị có nhu cầu chốt không, người khác cũng có. Ví dụ đây cũng vậy, tăng cây này phải không? Đây này anh chị thấy tăng là phải không, 3%, sau đó đậu 2-3 cây đây, thì đây là những cái cây nó đậu đây chi, để cho anh chị mình chốt lời. Trong đó có một cây đỏ nè anh chị không, trong đó có một cây đỏ, và cái cây trước khi tăng trần ở đây sáng nó cũng đỏ nè, thì đó là những cái điểm nó rung lắc, nó hấp hàng và nó không gãy xuống cái giá nhiều, nó không gãy cái giá 18 19.3 là chúng ta nắm giữ được bình thường. Và thậm chí chúng ta gom thêm, nếu mà chúng ta không làm vậy chúng ta đi bán có phải bán xong trần không? Câu nói châm ngôn tại sao chưa, tôi vừa bán nó trần à, hay là con Đạt Phương đi, sao sẵn nó quá. Đạt Phương là cái con bên Quang có tư vấn anh chị mua khúc cây đây nè. Thì cây này là gom lần một, cây này gom lần hai, và cây này gom tiếp nữa trong buổi sáng đó là giá đỏ không, và hôm nay nó trần anh chị không đó. Hôm nay nó trần thì sao, thì chúng ta phải gom như vậy, và chúng ta phải chấp nhận một số cái rủi ro. Rủi ro trong những lúc nó rung lắc có khác gì hôm nay đâu, những cái chỗ này rung lắc có khác gì đây đâu. Quan trọng là mình phải dám, phải đầu tư, chúng ta phải tự tin lên. Phương pháp nó đặt ra như vậy thì đầu tư không thể nào cầu toàn 100% lãi được, không thể 100% lãi được. Và bây giờ nó tăng, ví dụ ngày mai lại rung đất, chẳng lẽ mai mình đi bán xong tăng tiếp ha, đúng không? Người ta tốn tiền, người ta đánh lên trần như vậy, khi chúng ta mới tăng cái chúng ta bán, không? Chúng ta chỉ có thể đánh là gì? Đánh tay không. Lời khuyên của Quang là vẫn hay cái báo anh chị ở sáng tăng mạnh bán ra, trưa mua lại, đơn giản thôi. Khi nào hết xong hốt hết đó, đơn giản. Đó. Thì nói chung là cái nội dung bản tin hôm nay chủ yếu là nó xoay quanh cái vấn đề cơ hội và rủi ro. Hoặc là đưa một số ví dụ trong quá khứ để anh chị nhà đầu tư chúng ta coi thử nhé, chúng ta coi thử để chúng ta có thể là gì, tự tin lên trong giai đoạn này, tự tin lên phải không? Tự tin lên khi nào vi phạm bán, đúng là vi phạm thật sự hơi buồn, ai chả buồn á. Thật ra quan có lời xong mà mất lời ai chả buồn, nhưng mà bây giờ không thể là lỗ thì sao, lỗ chúng ta lỗ 5-700 là cố định, nhưng mà lời chúng ta có thể là nhiều hơn không? Nó vẫn mới tăng hơn, ví dụ ở đây mới bỏ tiền ra. Đợt trước anh chị thấy Đạt Phương nó sập chỗ nào, thật ra nó cũng mất một thời gian rất là dài, cả một tháng nó mới sập, chứ nó có sập ngay đâu. Chúng ta có thể tận dụng những cái nhịp rung lắc để chúng ta gì, chúng ta lướt đi không, nhưng không có nghĩa chúng ta hoảng loạn, chúng ta bán mất hàng. Thật ra cái nội dung chính là như vậy. Đây chị thấy chỗ này không, thì anh chị thấy chỗ này không trần nè đó. Đợt trước đó anh chị thấy bán mạnh không, là bán quá thì bán luôn. Anh chị nhắn tin hỏi Quang cái đợt trước mà mình mua Đạt Phương dưới đây nè, mình mua ở đây nè, anh chị nói con này sao em, xấu quá em, nguy hiểm quá em, hốt ra đi. Thì cái đó ví dụ như lúc đó Quang bận, Quang không online hay là cái gì đó, hoặc là nhiều người tác động tâm lý vào mình á, mình sợ mình hốt hàng ra, vừa hốt ra tăng tăng lúc đó thì mình sẽ còn mất niềm tin hơn. Đôi khi chúng ta phải mạo hiểm một tí nha. Thật ra đây không phải là mạo hiểm mà là làm đúng quy tắc một tí, tại vì thị trường là một cái bài toán cảm xúc.
cái bài toán cảm xúc. Rồi thì cái lời khuyên nữa đó là chúng ta không nên để số đông ảnh hưởng vào tâm lý. Số đông đó là gì? Đó là ví dụ con vít đi chẳng hạn, không, anh chị rất là thích đầu tư con này, nhưng Quang vẫn hay nói anh chị á, tại sao anh chị đi đầu tư con này, vì sao, không, anh chị định giá con này như thế nào? Ví dụ như anh chị nói, anh chị định chị nói là VFS bên kia tài sản rất lớn, nhưng mà anh chị lưu ý nha, khi cổ phiếu lên sàn nó đã có kết quả kinh doanh chưa, nó đã có tiệm khách hàng chưa, nó đã có những cái thông số kỹ thuật, thông số về kết quả các thứ chưa, mọi thứ chưa có, phải không? Chúng ta chỉ nhân cái số tiền, chúng ta lấy cái số cổ phiếu 2 tỷ tư, chúng ta nhân với cái giá hiện tại trên sàn Nasdaq, sau đó chúng ta quy ra tiền Việt Nam đồng, quy ra tiền Việt Nam đồng, và chúng ta nói con vít bên đây nó cũng như vậy là sai. Chúng ta đầu tư là gì? Bản chất chúng ta là đi kiếm tiền, mua hấp bán cao chứ không phải, và mua theo đúng các quy tắc kỹ thuật chứ không thể nào mua theo cảm tính. Anh chị thấy là cảm tính rất là nguy hiểm, đôi khi nó sẽ giống như con vít. Rất là nhiều anh chị kẹt ở đây, kẹt trên đây có không, có kẹt cái đây có không, có kẹt cái đây có không, kẹt bên đây có không, cái đây có không, có hết luôn, tất cả chỗ nào cũng có. Qua không phải phủ định là nó có thể tăng lên được, nhưng mà chúng ta càng đón chúng ta càng xa, thì việc gì chúng ta phải cố gắng trong đây, trong khi những cái cơ hội khác nó bày ra rành rành tăng trần như vậy, chúng ta lại nói gì, chúng ta lại bỏ. Đó thì đó là một số cái quan điểm đầu tư thôi. Mục tiêu đầu tư là vẫn để kiếm tiền, nhưng hãy kiếm tiền sao cho nó logic, sao cho nó có thể phân tích kỹ thuật được. Ở đây qua không nói cổ phiếu VIX là sai, không nói cổ anti cổ phiếu này, mà chúng ta hãy làm sao cho nó hợp lý, đúng quy tắc thì vẫn mua được. Ví dụ con VRE đi, thật ra anh chị chú ý nha, con VRE ở đây ví dụ như cái điểm red qua đây là điểm mua nữa, tại vì đây một đáy phải không, hai đáy nè, đánh lên test lại đây là ba đáy, sau đó red out qua đây là điểm mua chứ gì nữa. Và ví dụ anh chị đã mua hàng rồi, anh chị red qua đây anh chị đã mua, thì chúng ta đã tuân thủ theo phương pháp nào, chúng ta hãy làm theo phương pháp đó, đừng cố gắng gì, đừng cố gắng là tin theo những cái tin tức, những cái người vẽ vời ra mà không có cơ sở, không có quy tắc, cái mình làm theo thì mình trả giá cho mình, nói thị trường này nó lừa là sai, cổ phiếu là tất cả đều như nhau, hãy xem nó như vậy, không nên có tình yêu quá nhiều nha. Rồi thì đó là một số cái lời khuyên của Quang, thì nói chung là những phiên giao dịch sau có thể là ngày mai vẫn sẽ rung lắc thôi, tổng kết lại thì ngày mai chắc là vẫn sẽ rung lắc, tuy nhiên nó sẽ là cái cơ hội để cho anh chị có thể mua thêm hàng, những cái con đẹp đẹp đó nhúng xuống thì chị có mạnh dạn mua. Vâng, ví dụ trường hợp khác đó là con Dabaco đi, đây có phải đánh lên không, đang test ba cây. Ô anh chị nhìn cái chỗ test này ha, cái cây này thật ra hôm nay test khá là đẹp đó, anh chị thấy cái chỗ test này nè, anh chị qua con Đạt Phương anh chị coi lại đi, có phải giống giống gì không, thật ra cái kiểu nó khác, nhưng nó đều điểm chung là gì, ba cây nằm ở trên cái đường màu vàng vàng ở đây, không, đây là qua không có nói đây là đường gì, mà chỉ nói là ba cây nằm trên đường màu vàng vàng, một hai ba này. Hôm nay trần đó, thì con Dabaco ở đây hôm nay có phải lực bán rất lớn không, đạp rất là kinh, cũng một hai ba cây nằm trên đường màu gì, màu vàng vàng đó thôi, thì ví dụ ngày mai nó xác nhận nó vượt qua chị có mua không? Quan thì quan khuyến nghị chị nên mua đó, là giá nhiêu, là giá 26.7 hoặc 27 thì quan khuyến nghị chị nên mua, nó đơn giản vậy thôi, cơ hội nó bày ra và khi nó bùng nổ nó lên thì cứ mạnh dạn mà mua. Không có việc gì chúng ta phải gì sợ hãi, hôm nay thật ra là cái ngày có thể rất nhiều anh chị đã xuống tăng, nhưng quan trọng là nó không vi phạm thì chúng ta có thể là mạo hiểm một ít tiền lời, đôi khi là có thể là bây giờ lời 50 triệu thì còn lời 30, nhưng mà nếu ăn chúng ta sẽ lời thành 150 đó, thì đâu đi đầu tư phải chấp nhận như đó, và khi đã chấp nhận thì sao phải tuân thủ tới cùng. Phương pháp này đã áp dụng cho anh chị nhà đầu tư từ bao nhiêu, 2 năm nay, 3 năm nay, không, những anh chị trong nhóm là 3 năm rồi đó, có số anh chị 3 năm rồi đó, thì chúng ta đã đi với nhau rất là lâu, thì cứ như vậy nha. Rồi thì nếu anh chị nhà đầu tư thấy phương pháp này nãy giờ qua giải thích cho anh chị hay hợp lý, anh chị có thể bấm vào hết video đăng ký kênh, nếu anh chị thấy thế này ok, muốn đầu tư cùng Quang, để đi theo Quang trong cái phương pháp này, anh chị có thể liên hệ Zalo của Quang hoặc là bạn trợ lý Như Hào để bạn có thể tư vấn và hướng dẫn anh chị vào nhóm bên Quang. Thật ra vào nhóm bên Quang cũng không có gì khó khăn đâu, tại vì sao, tại vì nhóm bên Quang thật ra là cho Quang hỗ trợ đa phần là miễn phí đó, tại vì nếu anh chị đầu tư thì anh chị phải bỏ phí cho công ty, phải không? Thì ví dụ anh chị chuyển cái ID đó về Quang quản lý là gần như anh chị ở trong nhóm là miễn phí rồi, thì về bản chất anh chị vẫn phải trả phí thôi, chỉ có một số anh chị là chúng ta không muốn sử dụng bên Quang hoặc là không muốn chuyển về bên Quang thì chị phải trả phí, thì cái đó là rõ ràng, không, rõ ràng là chúng ta muốn sử dụng nhiều bên, nhưng mà rất là nhiều anh chị vẫn sử dụng một bên Quang thôi, thì cứ chuyển về bên Quang là hội mà thì cho anh chị có thể ra trong đây, và ví dụ như chúng ta có những cái vấn đề về gì tài khoản của mình cần người hỗ trợ thì trợ lý Quang sẽ hỗ trợ anh chị suốt, hỗ trợ anh chị và liên hệ với những các ship ở bên trên đó. Rồi thì đó là một số cái phần qua muốn nói anh hôm nay, rồi anh chị mình xem xong rồi nghỉ ngơi thư giãn, tối nay 8:30 chúng ta vẫn livestream và cùng tâm sự với nhau các cái điểm mua điểm bán cổ phiếu, tối nay chắc là cũng sẽ nhiều anh chị sẽ hỏi đó. Xin chào anh chị nhân tư nha.